pháp ngài đang truyền dạy là gì? Pháp ấy nương theo nguyên tắc nào? Nếu như một người nào đó trước sau luôn tuân thủ nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đánh mất sự tự do của tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý, rồi phủ nhận toàn bộ cái khác, lúc này sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa, chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh. Tâm niệm của con người bị khống chế và xung đột, rồi phản đối cũng theo đó mà tự nhiên. No.